하이펜서 스튜디오. 안 có một đống bánh luôn nè. Em chỉ có xúc xích nè. Và bây giờ em Vàng rất hồi hộp để được quay với tất cả bạn nhà anh Đảo một bộ đồ chơi siêu phẩm mới của Vàng. Bộ đồ chơi Chugrow. Và bây giờ Vàng sẽ đại diện cho tất cả các bạn đang hồi hộp để khui bộ đồ chơi này ra. Trời ơi, đây là một bộ đồ chơi siêu phẩm đó các bạn. Đây là một chiếc vương miện, cũng là chính là cái chính của bộ đồ chơi này nè các bạn. Và trên bộ vương miện này thì rất đặc biệt, không phải là một vương miện bình thường mà sẽ có những cái cây như vậy, có nĩa nè, có muỗng nè. Ở đó mình sẽ để những đồ ăn lên, sau đó cái muỗng này sẽ quay vòng vòng, đồ ăn sẽ đưa tới, và trong một phút nếu như em với anh Đỏ ai ăn được nhiều nhất người đó thắng. Wow, thì ra đây là đồ chơi kỳ diệu. Đây, em sẽ đội lên đầu anh Đỏ trước nha. Anh Đỏ. Để Vàng đội cho anh Đỏ nè. Ta-da! Các bạn ơi, các bạn nhìn đây. Bây giờ Vàng hân hạnh giới thiệu với các bạn một nữ hoàng. Một nữ hoàng, anh Đỏ. À, anh Đỏ là hoàng thượng. Anh Đỏ là hoàng thượng. Bây giờ giống như là Vàng đã nói rồi, đây là chiếc vương miện kỳ diệu. Ở đây có những chiếc nĩa này các bạn có thấy không? Bây giờ Vàng sẽ để đồ ăn lên trên những chiếc nĩa này để cho anh Đỏ một xíu nữa có thể ăn được. Đó, Vàng sẽ gắn xung quanh. Luật chơi của chúng ta như sau. Bây giờ Vàng sẽ bật công tắc cho chiếc vương miện kỳ diệu này quay. Trong vòng 30 giây mà ai ăn được nhiều hơn thì người đó sẽ thắng. Anh Đỏ sẽ có thời gian trong vòng một đoạn nhạc của chiếc vương miện kỳ diệu này. Nếu anh Đỏ ăn càng nhiều thì sẽ được càng nhiều điểm. Nếu anh Đỏ ăn cái bánh này sẽ được 3 điểm. Nếu anh Đỏ ăn xúc xích sẽ được 2 điểm. Và nếu anh Đỏ ăn kẹo marshmallow, anh Đỏ sẽ được 1 điểm. Khi nhạc kết thúc là anh Đỏ không được ăn nữa. Đến lượt của Vàng. Anh Đỏ đã hiểu chưa? Anh Đỏ đã hiểu rồi. Cuộc thi bắt đầu. Để coi anh Đỏ thi sao nha các bạn. Cất cứ lên anh Đỏ. Một bạn xúc xích 2 điểm và một bạn kẹo marshmallow 1 điểm nữa là 3 điểm. À, vậy là anh Đỏ đã được 3 điểm cho vòng chơi vừa rồi. Bây giờ đến lượt của em Vàng. 3, 2, 1, bắt đầu.
mày. Em nào đã ăn được một cục marshmallow, một cục xúc xích. Hết giờ. Vậy là vòng vừa rồi em Vàng ăn được một miếng bánh phô mai 3 điểm, một cục xúc xích 2 điểm, một cục marshmallow 1 điểm, là em ăn được tới 6 điểm luôn. Yeah! Vậy là mấy em thắng rồi ha anh Đỏ? Không. Vàng chỉ mới thắng ở vòng 1 thôi. Bây giờ anh Đỏ sẽ tổ chức tiếp vòng 2 để phục thù. Bây giờ là vòng 2. Dù chắc là vòng mấy thì Vàng cũng sẽ thắng thôi. Đúng vậy. Tại sao bây giờ trên cái này lại có cho anh vậy anh Đỏ? Tại vì bây giờ anh Đỏ thấy vòng 1 á, nó là một điểm bất lợi cho anh Đỏ. Thì bây giờ anh Đỏ, vòng 2 anh Đỏ quyết định gắn thêm chanh, tỏi lên. Thì hả? Mình ăn mình phải có chọn lọc. Đúng như châm ngôn sống của anh Đỏ, ăn là phải có chọn lọc. Nên là bây giờ em Vàng hãy chơi một cách thật chọn lọc nha. Bây giờ xúc xích sẽ vẫn là 2 điểm, bánh phô mai vẫn là 3 điểm, marshmallow vẫn là 1 điểm. Nhưng nếu Vàng ăn chúng phải 1 trong 3 miếng chanh hoặc tỏi thì Vàng sẽ bị trừ 1 điểm. Em sẽ cố gắng hết sức. Vậy em sẵn sàng rồi. Sẵn sàng, vậy thì bây giờ bắt đầu. Ăn đi mẹ, ăn đi mẹ. Ăn đi. Em nói ăn rồi, không chịu đâu. Thời gian rồi, không tính điểm đó cho em Vàng. Không có, em nó ngậm được rồi mà anh Đỏ. Thôi cũng được. Vậy thì em Vàng đã ăn được một miếng bánh phô mai 3 điểm, một miếng xúc xích 2 điểm và một miếng tỏi bị trừ 1 điểm. Thế là em Vàng đã được 4 điểm. Các bạn ơi, màu của miếng tỏi giống giống như là kẹo marshmallow. Bạn tưởng mà ăn marshmallow rồi đó các bạn. Vậy thôi bây giờ chúng ta sẽ coi coi anh Đỏ sẽ thi được bao nhiêu điểm nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ là anh Đỏ đã sẵn sàng rồi kìa. Ở trên cây bây giờ cũng có chanh nè, có tỏi và có hành giống như ban đầu mà Vàng phải chịu đựng á các bạn. Nên là bây giờ để coi anh Đỏ có vượt qua được kỷ lục tới 4 điểm của Vàng hay là không nha. Xin mời vòng 2 bắt đầu. Một miếng bánh phô mai trị giá 3 điểm và một kẹo marshmallow trị giá 1 điểm nữa là cũng chỉ được 4 điểm thôi. Chúc mừng anh Đỏ nha. Cho một tràng pháo tay đi các bạn ơi. Như vậy là hai chúng mình đã hoàn thành thử thách một cách xuất sắc luôn. Chiếc nón này nhìn dễ như vậy mà thật ra không dễ thế nào luôn. Không dễ thế nào luôn. Em đó. Vàng định mua cái máy này về á là để những khi mà em Vàng lười á, em Vàng bỏ đồ ăn lên xong em Vàng ăn cho nó nhanh đỡ cần phải dùng tay. Nhưng mà giờ em Vàng nghĩ lại rồi, cái này còn có hơn, làm sao mà em Vàng ăn vậy được. Kết thúc hai vòng chơi, anh Đỏ đã xuất sắc đạt được ở vòng đầu tiên là 3 điểm, ở vòng thứ hai là 4 điểm, tổng cộng anh Đỏ mới được 7 điểm. Còn đối với Vàng, vòng đầu tiên Vàng đã đạt được 6 điểm, vòng thứ hai được 4 điểm nữa là 10 điểm. Người thắng cuộc hôm nay là em Vàng. Wow, đây là
là một trò chơi thật sự thú vị các bạn. Nếu như mà mai mốt á bạn có thời gian bạn vẫn sẽ rủ anh đó. Anh sao anh với anh muốn chuyện chơi tiếp từ trò chơi này vui quá trời vui luôn á anh đó. Thích quá đi, thích quá đi. Các bạn có thích trò chơi này không? Nếu mà cũng có thì hãy để lại comment ở bên dưới nha. Nếu như mà các bạn thấy bộ đồ chơi này thú vị á thì các bạn ơi, Vàng còn nhiều đồ chơi thú vị hơn nữa muốn khoe với các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ subscribe kênh Hypixel Studio để có thể theo dõi tụi mình và đừng bỏ lỡ gì hết nha. Ngoài ra các bạn hãy nhấn thích trang gia đình bút chì của tụi mình trên Facebook và tụi mình sẽ cập nhật thông tin hàng ngày, hoạt động hàng ngày và rất nhiều hình ảnh trên đó đó. Các bạn có thể gửi tin nhắn cho tụi mình nữa, tụi mình sẽ thực hiện những thử thách mà các bạn gửi về đó. Vàng nóng lòng không biết là các bạn sẽ nhắn gì cho Vàng sau khi coi tập hôm nay xong. Bây giờ Vàng sẽ đi xuất liền đây. Bây giờ chúng ta đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt nhau rồi. Và hẹn gặp lại.